cánh cửa bí ẩn nhất thế giới mà không ai dám mở. Để tưởng nhớ về người vợ đã chết của mình, hoàng đế Shahan đã phải mất tới 22 năm để hoàn thành ngôi đền Taj Mahal, và điều trùng hợp là trong ngôi đền này có 22 trong tổng số 1089 căn phòng luôn trong tình trạng khóa chặt cửa, khiến ai nấy cũng không khỏi tò mò. Vậy thì đằng sau những cánh cửa ấy ẩn chứa điều gì? Và trên thế giới còn có những cánh cửa huyền bí như thế nào nữa? Hãy khám phá ngay và luôn cả bạn nha! Bí ẩn cuối cùng của ngôi đền thiêng Padmanabhaswamy. Padmanabhaswamy được biết đến là một trong những ngôi đền nổi tiếng và thiêng liêng nhất của Ấn Độ. Nó là một trong 108 điện thờ thần Vishnu, một trong 3 vị thần tối cao của Hindu giáo. Và điều bí ẩn nhất của ngôi đền này chính là bên trong các cánh cổng được bảo vệ nghiêm ngặt là một căn phòng bị khóa mà ngày nay con người hiện đại cũng không thể nào mở ra được, cùng với những lời đồn về kho báu và một truyền thuyết chết chóc. Và bên trong ngôi đền này có đến 6 căn hầm bí mật với cấu trúc cửa hầm rất chi là phức tạp. Vào năm 2011, một nhóm gồm 7 chuyên gia của chính phủ Ấn Độ đã tốn rất nhiều công phu để mở ra được 5 căn hầm. Khi mà 5 cánh cửa của 5 căn hầm đầu tiên được mở ra, điều khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây, đó chính là rất nhiều những kho báu giá trị khiến người ta lóa mắt, nhất là những viên kim cương lớn, một số trong đó thậm chí có trọng lượng 110 carat. Nhưng tất cả kho báu đó không có giá trị và quan trọng bằng kho báu được giữ trong cánh cửa cuối cùng. Và cánh cửa bí mật cuối cùng trong ngôi đền này được cho là đang lưu giữ những bí mật về kiến thức tinh hoa cổ xưa, những công nghệ cổ đại vượt trội, và trong đó là cả một kho tàng kiến thức vô giá của nhân loại, nhưng nó đã bị khóa bằng một thứ gọi là sóng âm thanh, bằng một bản thánh kinh bí mật nào đó đã bị thất lạc trong lịch sử. Và điều đặc biệt là bất kỳ nỗ lực mở cửa nào của con người được thực hiện với công nghệ sẽ dẫn đến một tai họa ghê gớm không thể tả được trong thành phố, khắp Ấn Độ và thậm chí là cả thế giới. Người ta cho rằng nó như một cơ quan được cài đặt sẵn và chỉ được mở bằng đúng chìa khóa thôi, nếu không thì toàn bộ căn hầm cũng như ngôi đền sẽ tự phá hủy. Và đến nay vẫn không ai biết rằng đằng sau lớp cửa dày, lớp tường không thể xuyên phá này là gì, nhưng người ta vẫn luôn tin rằng bản chất của cánh cửa cuối cùng này rất là linh thiêng bởi nó chất đầy những bức tượng thần. Và điều duy nhất mà mọi người có thể thấy là cánh cổng của nó có hình thù hai con rắn khổng lồ nằm ở hai bên cánh cửa. Ngoài ra, cánh cửa không có yếu tố gì khác để mở, không có đinh tán, không thanh chắn, nói tóm lại là không một lối vào. Vì thế mà nhiều người cho rằng thế lực siêu nhiên bảo vệ cánh cửa cuối cùng bấy lâu nay có thể xuất phát từ Naga Penham, còn được gọi là phép thuật trói của rắn. Khi triển khai phép thuật này thành công, kho báu trong khu vực sẽ được những thần khác nhau bảo vệ. Người ta nói rằng nó sẽ bị phá vỡ bởi một sóng âm thanh đặc biệt, và sóng âm thanh này phát ra khi đọc câu thần chú, đó là Garuda Mantra. Khi đọc đúng thì cửa sẽ tự mở. Nếu cố mở cánh cửa bằng một câu thần chú khác hoặc cùng một câu thần chú với ngữ điệu sai thì những sóng âm thanh sẽ được hướng đến một nơi khác. Có thể điều này sẽ tạo ra một cái bẫy hoặc là sẽ xảy ra tai họa. Thế nhưng đến nay cũng không ai thực hiện Garuda Mantra vì lo sợ những điều không hay sẽ xảy đến. Chứ ai biết bên trong cánh cửa cuối cùng của ngôi đền linh thiêng này là kho tàng gì, nó vẫn còn là một bí mật của nhân loại. Bí mật được khóa kín tại đền Taj Mahal. Hẳn nhiều bạn còn chưa biết về lăng mộ Taj Mahal nên mình sẽ nói luôn. Đây là một ngôi đền nổi tiếng ở Ấn Độ, nó như là một bằng chứng về tình yêu của người chồng dành cho vợ mình. Được xây dựng bởi hoàng đế Jahan để tưởng nhớ hoàng hậu Muta của ông, người đã qua đời khi sinh đứa con thứ 14 của họ. Vua Jahan đã phải mất tới 22 năm để hoàn thành công trình này và tốn 32 rupee, tương đương 877 triệu đô. Nhưng đổi lại thì đó lại là một công trình được cả thế giới biết đến. Nhưng ngoài câu chuyện tình yêu vĩnh cửu của vị vua này và hoàng hậu Muta, còn có một câu chuyện bí ẩn về những căn phòng bí mật nằm bên trong ngôi đền này khiến cho nhiều người không khỏi tò mò. Người ta nói rằng đi dọc theo những hành lang, nếu chú ý kỹ các mái vòm và thông gió hình chữ nhật, bạn sẽ phát hiện ra chúng đã được niêm phong với các kích cỡ khác nhau của đá cẩm thạch. Những vòm này sẽ đưa bạn đến bậc thang dẫn đến 1089 các căn phòng bí mật. Và được biết thì vua Jahan đã phải mất 22 năm để làm ngôi đền này, và điều trùng hợp là có 22 căn phòng bị khóa trong tổng số 1089 phòng. Các phòng chứa các bức vẽ Hindu và các tác phẩm điêu khắc được ẩn bởi Shah Jahan, và câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Jahan lại muốn làm điều đó? Và đến giờ thì vẫn chưa có điều gì được chứng minh, thế nhưng những căn phòng ấy vẫn tồn tại suốt hàng ngàn năm qua mà không có một giải thích hợp lý nào cả. Và nếu bạn biết tin gì thì hãy chia sẻ ngay cho mọi người cùng được biết các bạn nha! Cánh cổng của các vị thần ở Peru, ai bước qua sẽ bất tử. Vốn được xem là đất nước có nhiều di tích cổ đại quý hiếm như những hình vẽ bí ẩn trên cao nguyên Naka, khu thần tích Machu Picchu và không thể không kể đến cánh đồng băng đá cẩm thạch hồng tại Haymaka, nơi được cho là cánh cổng của các vị thần.
Hầu hết thì các du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi khi đến đây đều rất là bối rối khi nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ được chạm khắc bên trong bảo tàng đá cao to vững chắc. Nhìn bề ngoài của cánh cổng này khiến nhiều người nghĩ rằng dường như nó có thể dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. Và không ít người đã từng chạm tay vào cánh cổng huyền bí này. Họ nói rằng mình có thể cảm nhận rõ ràng với các ngôi sao, cột lửa và nghe thấy âm thanh của một bản nhạc dị thường và cảm thấy có một nguồn năng lượng đi qua cơ thể mình. Sở dĩ người Inca xưa gọi đây là cánh cổng của các vị thần bởi vì nó có gắn liền với một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết này khởi nguồn từ những câu chuyện kỳ bí xoay quanh bờ hồ Titicaca cách đây hơn 500 năm. Đối với những người Inca, hồ Titicaca được coi là nơi mà thế giới được sinh ra. Đây cũng là nơi mà linh hồn con người sẽ trở về sau khi chết. Trong truyền thuyết của người Inca, vũ trụ khởi thủy sau khi con Viti Virachoha nổi lên từ mặt hồ Inca tĩnh lặng. Trong cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử cổ đại, Viracocha có nghĩa là đấng sáng thế chủ, là cha đẻ của các vị thần trong văn hóa Inca. Ông được xem là người tạo ra trái đất, thiên đường, mặt trăng, mặt trời cũng như vạn vật trong vũ trụ. Sau khi tạo xong thiên địa và vạn vật, Tiki Viracocha đã du hành khắp nơi, dạy nhân loại cách sinh sống cũng như mang đến nền văn minh trước khi đi về phía Tây, hướng Thái Bình Dương và biến mất, dù hứa hẹn rằng một ngày sẽ quay trở lại. Chính lời hứa quay trở lại của sáng thế chủ Viracocha, cha đẻ của các vị thần cũng như niềm tin rằng thần đang quan sát các tạo tác của mình từ xa đã có tầm ảnh hưởng đến truyền thuyết cánh cổng của những vị thần, nên nhiều người tin rằng vào một ngày nào đó, cánh cổng này sẽ mở ra và cùng với đó là chào đón các vị thần sáng tạo nhân loại trên tàu mặt trời. Thực chất thì cánh cổng được cho là của các vị thần được phát hiện một cách tình cờ vào năm 1996 bởi một hướng dẫn viên du lịch. Và trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ học cũng đã tiến hành kiểm tra cánh cổng của các vị thần tại Hayumaka và phát hiện tại đây có tìm thấy một chỗ lõm tròn bên hông của cánh cửa, có thể đặt vừa đủ một vật hình đĩa nhỏ và đây được coi là vị trí để chèn một chiếc đĩa vàng trong truyền thuyết. Và theo đó, bất cứ ai sở hữu chiếc đĩa này đều có thể kích hoạt cánh cổng hoạt động cũng như thiết lập được mối liên lạc với các vị thần và rất có thể đây là cánh cổng có khả năng kết nối với một khu vực khác trong vũ trụ hoặc là một chiều không gian khác. Phát hiện cánh cửa kỳ lạ khiến người đàn ông rùng mình. Vốn là một người ưa thích không gian yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên, một anh chàng có tên là Simon đã quyết định bỏ tiền ra mua một căn nhà nhỏ ngay giữa cánh rừng ở một vùng quê yên ả của nước Anh để tránh xa khói bụi, tiếng ồn nơi thị thành. Thế nhưng đời không như là mơ, Simon đã gặp một tình huống không ngờ được trong chính ngôi nhà mới của mình. Chuyện là kể từ khi chuyển đến nhà mới, Simon đã thấy một cánh cửa kỳ lạ ngay trong nhà bếp, nhưng anh chàng cũng không dám mở ra xem vì sợ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị nào đấy, chẳng hạn như là xác người, hiện trường một vụ án hay là một còn quái vật nào đó. Nhưng vì rất vui mừng vì mua được căn nhà mới nên anh đã làm một bữa mời bạn bè đến. Tuy nhiên khi bước vào phòng ăn, mọi người cũng không khỏi tò mò về cách đặt bàn ăn kỳ lạ của Simon. Cứ như thể cái bàn này đang che giấu một cánh cửa bí mật nào đấy. Khi được hỏi có gì ở trong đó, Simon chỉ trả lời rằng anh chưa bao giờ cố gắng tiếp cận bên dưới cả. Điều này lại khiến cho mọi người nghi ngờ, thậm chí còn cho rằng Simon đang che giấu một bí mật động trời nào đấy. Simon chán ngấy những lời nghi ngờ và tò mò của mọi người xung quanh cánh cửa dưới bàn ăn trong nhà mình. Anh đã quyết định nhờ một người bạn tới giúp anh khám phá bí ẩn. Và khi mở cánh cửa căn phòng bí mật dưới sàn, đôi bạn đã không nói nên lời khi thấy cảnh tượng tối tăm bên dưới qua ánh đèn chẳng khác gì một cảnh trong phim kinh dị cả. Phía dưới là chi chít những loài nấm mọc thòng lòng như trăng lưới, bao quanh là những thứ đã cũ kỹ rỉ sét, những đám chất nhầy không xác định và những con nhện độc răng tơ bò lổm ngổm. Tuy nhiên, thì vừa mới mua và để chứng minh lòng dũng cảm cũng như để tiếp tục yên tâm sống trong căn nhà, Simon và người bạn đã quyết định dọn sạch căn phòng ma quái bên dưới. Họ bắt từng con nhện ra dù biết chúng có thể nguy hiểm. Thế là đôi bạn được một phen hú hồn, nhưng về căn phòng bí mật không ai có thể biết rằng căn phòng đó đã từng được sử dụng để làm gì. Cánh cửa bí mật dưới tượng nhân sư. Nói về tượng nhân sư thì có lẽ ai cũng biết rằng đây là một bức tượng rất nổi tiếng ở Ai Cập, được tạm với hình dáng đầu người thân sư tử, nằm trong tư thế phủ phục canh gác ở đền thờ vua Pharaoh Khafre trên cao nguyên Giza bên bờ sông Nin của Ai Cập. Vào khoảng 70 năm trước, có một nhà nghiên cứu lịch sử cổ học người Mỹ tên là Edgar Cayce đã tiên đoán rằng một ngày nào đó tại Ai Cập sẽ tìm thấy một căn phòng đặc biệt là phòng biên niên sử và chúng được kết nối với tượng nhân sư. Đây có thể nói là căn phòng quan trọng nhất ở trong kim tự tháp Ai Cập vì nó sẽ cho chúng ta biết về một nền văn minh tiên tiến đã từng tồn tại trên trái đất cách đây hàng triệu năm. Nhưng để vào căn phòng này, người ta sẽ phải mở một cánh cửa bên dưới bàn chân phải của tượng nhân sư.
Và đúng là như vậy, mãi cho tới sau này vào năm 1989, với sự trợ giúp của công nghệ nghiên cứu đặc biệt, thì các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy phía bên dưới chân trái của bức tượng nhân sư có một đường hầm có thể dẫn tới một cái hang ở bên dưới nó. Cửa đường hầm này nằm ở độ sâu 2m và dẫn xuống một lối mòn đi sâu vào lòng đất. Nhưng đáng tiếc là khi công trình nghiên cứu đang tiến hành thi triển, thì chính quyền Ai Cập không cho phép nghiên cứu dự án sâu hơn nữa. Và theo một nguồn tin từ các nhà khảo cổ học sau này, họ đã đào ở giữa của hai bàn chân tượng nhân sư, phát hiện có một căn phòng, và chính là căn phòng mà người Nhật phát hiện vào năm 1989. Và từ đó đi theo các đường hầm sẽ tới một căn phòng hình tròn với ba đường hầm khác nhau dẫn đến kim tự tháp ở Giza. Tại đây thì các nhà khảo cổ Ai Cập đã chứng kiến hai hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Họ nhìn thấy một bức màn bằng ánh sáng ngăn chặn người đi qua đường hầm. Nếu bất cứ ai cố gắng di chuyển gần bức màn sáng này ở khoảng cách gần 9m đều bắt đầu nôn mửa. Nếu càng cố gắng di chuyển về phía trước, họ sẽ đều cảm thấy mình đang hấp hối như là cái chết đang đến gần. Và các nhà khảo cổ còn phát hiện ra trong lòng đất dưới chân tượng nhân sư có một công trình ngầm khổng lồ với chiều sâu bằng chiều sâu của một tòa nhà 12 tầng. Khi ấy thì chính phủ Ai Cập đã nhận ra rằng họ không thể đối mặt với những vấn đề quá sức như thế nên đã yêu cầu sự trợ giúp từ nước ngoài. Nhưng không hiểu vì sao, khi khám phá sâu hơn, họ quyết định giữ bí mật tất cả những điều đã khai quật được. Cánh cửa văn khố của Vatican. Văn khố cơ mật Vatican cũng là một trong những nơi bí ẩn và bị cấm đoán nhất trên thế giới. Nơi đây luôn đóng kín cửa và xung quanh đó cũng có rất nhiều lời đồn đại về các âm mưu đen tối và các bí ẩn lịch sử. Cho đến năm 1881, Đức Giáo Hoàng Leo XIII mới cho phép người ngoài tiếp cận nơi này nhưng rất là hạn chế và vẫn còn rất nhiều tài liệu mật bên trong căn phòng bí mật ở Vatican chưa được hé lộ. Bên trong mật khố của Vatican là những kệ sách dài dằng dặc mà bạn không thể nào tưởng tượng nổi. Nó dài tới 85 km và khoảng 35.000 chủ đề cùng với những tài liệu, văn bản, sách và những cuộn giấy có tuổi đời từ 12 thế kỷ trước, những biểu tượng tôn giáo, văn hóa gắn liền với các truyền thuyết trong lịch sử. Kho tàng kiến thức rộng lớn này còn chứa đựng các tài liệu của Vatican, các văn bản làm việc, thư tín và các thư từ cá nhân của giáo hoàng, vô số hồ sơ lịch sử, tài liệu và văn bản tích lũy của Vatican từ mọi ngóc ngách của thế giới. Và ở đây, người ta cũng có thể tìm cuộn giấy cổ dài gần 61m được dát ngọc, chứa các chi tiết về các thử thách của hiệp sĩ dòng đền, một tổ chức sau này bị cho là dị giáo và bị khinh bỉ có niên đại từ năm 1307. Ngoài ra có suy đoán rằng nơi đây còn chứa các tài liệu lưu trữ thông tin về bí mật nguồn gốc huyết thống của Chúa Giêsu hay bằng chứng về sự tồn tại của Chúa cũng như phép lạ của Ngài. Có rất nhiều bí mật huyền bí và kỳ dị khác được chôn cất trong kho lưu giữ bí mật. Một số người còn cho rằng nơi đây cũng có rất nhiều văn bản ma thuật và sách phép thuật cũng như bằng chứng cho thấy ma quỷ tồn tại và một lượng lớn thông tin bí mật về bùa chú trừ tà đang ở trong kho lưu trữ.